Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, con em quê hương Ninh Bình thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Các làng nghề truyền thống đã và đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Ninh Bình đứng thứ 6 toàn quốc về tỷ lệ học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hôm nay đoàn đại biểu của các cơ quan trung ương, các tổ chức, con em quê hương Ninh Bình đã tới thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã về thăm chúc Tết và tặng quà tại trụ sở tỉnh ủy, các đối tượng yếu thế tại một số địa phương, đơn vị. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo một số địa phương đơn vị của thành phố Hà Nội. Đón tiếp đoàn có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Chào mừng đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu về thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn bày tỏ vui mừng, phấn khởi, trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm đối với tỉnh Ninh Bình. Đồng thời thông tin khái quát những kết quả nổi bật tỉnh đạt được năm 2023. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế nhưng GDP của tỉnh đạt 7,27%, đứng thứ 23 trên 63 tỉnh thành cả nước. Cơ cấu kinh tế hài hòa, trong đó du lịch đóng vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng với trên 6,5 triệu khách, doanh thu đạt gần 6.380 tỷ đồng. Các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đảng, hệ thống chính trị, quân sự, quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Nội bộ đoàn kết thống nhất tạo nền tảng quan trọng để tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được Ninh Bình chú trọng. Tỉnh đã rà soát tất cả các đối tượng để triển khai đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Trung ương của tỉnh, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đánh giá tổng thể toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, phân tích dự báo tình hình, đề xuất những chủ trương, quyết sách mới, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh ba nền tảng quan trọng là kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu đã đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa thành thị và nông thôn. Cùng với đó là định hướng phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, xanh, sạch, thân thiện với môi trường, cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông ngày càng phát triển đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tính kết nối vùng, liên vùng. Đây chính là nền tảng vững chắc để Ninh Bình hướng tới mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Hồng và cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2035 là thành phố trực thuộc Trung ương theo đặc trưng của đô thị di sản Thiên Ninh Kỷ. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Đinh Tiến Dũng và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục quan tâm, ủng hộ để Ninh Bình từng bước hiện thực hóa mục tiêu khát vọng phát triển của tỉnh. Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc đồng chí Đinh Tiến Dũng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và đoàn năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới thắng lợi mới. Chúc mừng những thành tích của tỉnh Ninh Bình đã đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong điều kiện kinh tế xã hội của cả nước còn gặp nhiều khó khăn, tỉnh Ninh Bình đã đạt mức tăng trưởng khá cao so với khu vực. Có được những thành tựu trên là do cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của tỉnh luôn đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, sự đồng lòng sáng tạo, quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự ủng hộ đồng lòng của doanh nghiệp và nhân dân. Ninh Bình ngày càng thể hiện rõ hướng đi tích cực, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương rất hiệu quả.
Thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2023, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, thủ đô Hà Nội phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Ước cả năm 2023, GRDP của thành phố tăng 6,27%, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 400.000 tỷ đồng, chiếm 23% tổng thu ngân sách cả nước. Các lĩnh vực an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị đảm bảo. Hiện thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng chiến lược như phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ ngành, cơ quan trung ương khẩn trương xây dựng hoàn thiện dự án luật thủ đô sửa đổi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội sẽ luôn đồng hành, ủng hộ, hợp tác sâu rộng hơn nữa với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình vì mục tiêu phát triển bền vững. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu xây dựng Ninh Bình ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành công mới to lớn hơn. Chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đoàn công tác đã đi thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cùng đi có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, một số sở ban ngành, huyện Gia Viễn và Nho Quan. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Gorio Việt Nam, cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh Ninh Bình dành cho người dân tỉnh nhà. Ghi nhận những kết quả lao động sáng tạo của người lao động, đồng thời biểu dương Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là tổ chức công đoàn trong tỉnh đã luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động, tổ chức thành công các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, góp phần làm cho mùa xuân thêm ấm áp. Nhất là những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời bày tỏ mong muốn đoàn viên công nhân lao động sau những ngày nghỉ Tết vui tươi ấm áp bên gia đình và người thân sẽ sớm trở lại đơn vị để tiếp tục làm việc với năng suất chất lượng cao nhất, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển, qua đó đóng góp công sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc các gia đình chính sách, toàn thể công nhân lao động và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công. Nhân dịp này, đồng chí Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Gia Viễn đã trao tặng hàng trăm suất quà của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trao quà Tết cho doanh nghiệp, công nhân, người lao động thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Gorio Việt Nam. Tới thăm, tặng quà chúc Tết các thương binh, bệnh binh, cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các thương, bệnh binh, người có công đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, năm mới Giáp Thìn có nhiều niềm vui, sức khỏe, tiếp tục làm gương sáng cho các thế hệ con cháu, đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Đồng thời mong muốn các cán bộ y bác sĩ, nhân viên trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tình yêu thương, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các thương bệnh binh và người hoạt động kháng chiến. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tặng quà cho tập thể cán bộ y bác sĩ, nhân viên của trung tâm và trao 100 suất quà cho các thương binh, bệnh binh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã tặng quà chúc Tết các thương bệnh binh và tập thể trung tâm. Lãnh đạo huyện Nho Quan và đại diện doanh nghiệp cũng đã tặng quà cho các thương bệnh binh và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã tới thăm và chúc Tết Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
đón và tiếp đoàn có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Đồng chí trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình đã đạt được trong năm 2023. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức lớn hơn so với dự báo, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung, đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh sáng tạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, Ninh Bình đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Ninh Bình cũng là một trong những tỉnh top đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, diện mạo nông thôn từ miền núi đến bãi ngang đều đổi thay rõ nét. Tỉnh luôn quan tâm tới công tác an sinh xã hội, thông qua nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa đã chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng yếu thế, đảm bảo mọi người mọi nhà đón Tết vui xuân đủ đầy hạnh phúc. Chính vì vậy, với tình cảm trách nhiệm của người con quê hương, đồng chí đã kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa cùng góp sức với tỉnh để chăm lo cho đời sống nhân dân trong dịp Tết đến xuân về. Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, đồng chí tin tưởng Ninh Bình sẽ vững vàng phát triển trên chặng đường mới. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh một năm dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, gia đình an khang, thịnh vượng. Năm mới, niềm tin mới, quyết tâm mới, khí thế mới, động lực mới, thắng lợi mới. Trân trọng cảm ơn tình cảm của đồng chí Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đặc biệt cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực là cơ cấu vàng khi công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đạt gần 90%. Trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng nổi trội, giá trị độc đáo và lợi thế riêng có của địa phương, cốt lõi là lấy bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất cố đô và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An làm nền tảng, nguồn lực và động lực phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ. Đến năm 2030 là tỉnh khá, là cực tăng trưởng các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng và cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2035 là thành phố trực thuộc Trung ương. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cùng với nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đồng chí trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội để tỉnh Ninh Bình tiếp tục có bước phát triển vững mạnh, bền vững. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc đồng chí Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác và gia đình bước sang năm mới Giáp Thìn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đi thăm tặng quà một số cơ quan, doanh nghiệp, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và doanh nghiệp. Tại trụ sở cơ quan đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng phấn khởi về những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí đánh giá cao sự quan tâm chăm lo Tết cho nhân dân của cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, bằng tình cảm, trách nhiệm dành cho quê hương và mong muốn chung tay góp sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về. Đồng chí đã kêu gọi một số doanh nghiệp nhà hảo tâm ủng hộ với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Những phần quà đã được gửi thông qua các tổ chức chính trị xã hội để trao tận tay tới những hoàn cảnh khó khăn để mọi người vui xuân đón Tết ấm áp. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm của đồng chí Nguyễn Thị Thanh và các đơn vị doanh nghiệp đã luôn dành sự quan tâm đối với tỉnh Ninh Bình. Những phần quà ý nghĩa này sẽ được các cơ quan tiếp nhận có kế hoạch cụ thể trao tặng tới đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Tại huyện Yên Mô, đồng chí Nguyễn Thị Thanh chúc mừng những thành tựu mà huyện đã đạt được, chúc tập thể lãnh đạo cán bộ công chức viên chức trong huyện tiếp tục đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
đồng chí và đại diện các cơ quan doanh nghiệp cũng đã trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mong muốn các hộ luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn MCNEX Vina, khu công nghiệp Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh và đoàn đã trao tặng 100 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi suất là 1.300.000 đồng. Đồng chí mong muốn đội ngũ công nhân có thêm niềm tin, động lực, phấn đấu không ngừng để cống hiến vì sự phát triển của công ty. Nhân dịp này, đồng chí Mai Văn Tuất đã trao quà của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho công đoàn công ty. Cũng trong sáng nay, Hội đồng Hương Ninh Bình tại Hà Nội đã về thăm chúc Tết tỉnh. Đón tiếp đoàn có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo một số cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy. Thay mặt Hội đồng Hương Ninh Bình tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, Nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội bày tỏ vui mừng, phấn khởi, tự hào trước sự phát triển vượt bậc của tỉnh trong năm 2023. Thông báo nhanh những hoạt động nổi bật của hội trong thời gian qua, đồng thời khẳng định hội sẽ có những hoạt động hiệu quả hơn hướng về quê hương, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, hội chúc các đồng chí lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh đón năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Trân trọng cảm ơn những tình cảm nồng ấm của Hội đồng Hương Ninh Bình tại Hà Nội dành cho tỉnh. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư tỉnh ủy thông báo nhanh một số kết quả nổi bật của tỉnh trong năm qua, khẳng định trong những thành tích chung của tỉnh có sự động viên, khích lệ và đóng góp tích cực của những người con quê hương Ninh Bình ở khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đề ra quyết tâm xây dựng Hoa Lư Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ, nằm trong mục tiêu chung đưa tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Để góp phần đạt được những mục tiêu định hướng trên, tỉnh rất cần và mong muốn tiếp tục nhận được những sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của Hội đồng Hương Ninh Bình tại Hà Nội, cũng như người dân Ninh Bình đang sinh sống trên khắp mọi miền của đất nước và ở nước ngoài, tiếp tục có các chương trình hoạt động thiết thực hướng về quê hương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực xây dựng Ninh Bình ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn, không phụ lòng mong đợi của những người con xa quê hương. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chúc những người con Ninh Bình tại Hà Nội đón năm mới với nhiều sức khỏe, hạnh phúc, năm mới, thắng lợi mới. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ninh Bình tổ chức chương trình gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn. Đến sự có đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và văn phòng tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ các xã, phường, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Ninh Bình. Với bề dày lịch sử, Đảng bộ thành phố đã không ngừng lớn mạnh, đến nay có hơn 11.000 đảng viên sinh hoạt tại 69 tổ chức cơ sở Đảng, 305 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Đảng bộ luôn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong nhiều năm liền. Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết thực hiện thắng lợi 12 trên 13 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Nổi bật là công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả. Công tác lãnh đạo chỉ đạo có nhiều đổi mới, nhất là việc ban hành một số nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời những lĩnh vực khó khăn, phức tạp, yêu cầu thực tiễn đòi hỏi cần phải tập trung lãnh đạo về công tác quản lý đất đai, đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường, tăng cường kỷ cương kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ. Kinh tế duy trì ổn định và có bước phát triển, hoạt động thương mại dịch vụ phát triển, thu ngân sách từ thuế, phí, lệ phí đạt cao, hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì và nâng cao, công tác chuyển đổi số, triển khai đạt hiệu quả. Thành phố xếp thứ nhất về mức độ chuyển đổi số, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng địa phương được tăng cường. Năm 2024, Đảng bộ, chính quyền thành phố Ninh Bình tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh,
đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025, hoàn thiện đề án đề nghị công nhận đô thị sau khi hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, triển khai các nhiệm vụ xây dựng thành phố mới với định hướng là đô thị di sản thiên niên kỷ. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lãnh đạo Thành ủy Ninh Bình đã gửi lời chúc tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố đều được vui Tết đón xuân. Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với những điệu múa, bài ca thắm đượm tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi thành phố Ninh Bình tươi đẹp, giàu mạnh. Chiều nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình đón nhận quà Tết của Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, lãnh đạo Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành đã trao tặng 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho hội phụ nữ các huyện, thành phố. Những phần quà này sẽ được trao tặng trực tiếp đến các hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và trẻ em mồ côi trong những ngày tới. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành, góp phần chung tay chăm lo cho cuộc sống người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời cũng thể hiện sự gắn kết đồng hành của Tổ chức Hội Phụ nữ tỉnh với hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, qua đó gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết yêu thương, truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, lan tỏa nét đẹp của mùa xuân nhân ái, năm mới sẻ chia tới cộng đồng để mọi người, mọi nhà được đón Tết an lành, vui tươi và hạnh phúc. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Kim Tân, huyện Kim Sơn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng với định hướng phát triển rõ ràng, là cơ sở điều kiện để xã phát triển nhanh và bền vững. Để triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả, Đảng ủy xã Kim Tân đã xây dựng kế hoạch hành động tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, chỉ đạo các ngành đoàn thể, chi bộ, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hữu cơ. Những năm qua, trên hơn 50 ha đất vườn lâu năm, xã đã vận động nhân dân mở rộng sản xuất các loại cây hoa có giá trị kinh tế cao. Với phương châm mùa nào thức ấy, nhân dân đã thực hiện xen canh gối vụ nhiều loại hoa cho thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Chỉ với khoảng vườn trên 100 m² trồng hoa cúc, mỗi gia đình đã có thể thu về gần 20 triệu đồng một vụ. Toàn xã Kim Tân hiện có gần 100 hộ tham gia trồng hoa. Với đặc điểm cho bông quanh năm, thị trường tiêu thụ rộng lớn, hoa có thể được xem là cây trồng đem lại thu nhập khá bền vững cho người dân Kim Tân. Ở đây chúng tôi trồng rất nhiều loại hoa. Đến nay thì đời sống của bà con chúng tôi đã dần dần tăng lên. Đấy, cũng có nhiều những nhà mà nhân trồng cúc, trồng hoa huệ mà xây được nhà cao tầng. Bên cạnh sản xuất cây hàng hóa, xã đã quy hoạch và chuyển đổi 10 ha diện tích lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản. Trên diện tích hơn 1 ha, ông Nguyễn Thế Cầu nuôi thả tôm thẻ theo đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng thức ăn và nguồn nước đảm bảo nên tôm đạt chất lượng cao. Diện tích bờ đầm được gia đình ông tận dụng trồng cây ăn quả, thu nhập từ mô hình phát triển kinh tế tổng hợp này đạt 200 triệu đồng một năm. Để chăn nuôi cho nó bền vững thì mình cũng phải kết hợp. Ở trên vườn có bốn quanh là cái chuối này là thu hoạch thêm để tăng thức ăn cho cá. Ở cái rau thì là tất cả những cái thực hiện những cái quy trình nước sạch. Nó cũng phải có một cái vực cá cho là làm nước để mà cái môi trường phải sinh thái nó phải cân đối. Năm 2023, giá trị sản xuất trên 1 hectare đất nông nghiệp của Kim Tân đạt 155 triệu đồng trên hectare, tăng hơn 65 triệu đồng so với năm đầu nhiệm kỳ. Việc đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp đã góp phần quan trọng để Kim Tân hướng tới xã nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi thì cũng đang đánh giá được cái kết quả về phát triển kinh tế nông nghiệp. Đấy, căn cứ vào những cái mô hình, những cái diện tích chuyển đổi và cái hiệu quả từ cái phát triển kinh tế nông nghiệp để chúng tôi xây dựng các cái mô hình
để chuyển đổi về cái cơ cấu cây trồng, rồi là phát triển thêm các cái mô hình nó đạt được hiệu quả về sản xuất nông nghiệp. Để tiếp tục lan tỏa hơn nữa tinh thần nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, xã Kim Tân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú nhằm tạo ra tính lan tỏa mạnh mẽ, mang tính đột phá đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của địa phương. Những năm qua, Ninh Bình đã huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Nhờ vậy, nhiều làng nghề truyền thống đã được khôi phục và phát triển. Qua đó góp phần tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn, thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Sinh ra và lớn lên ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, nơi có nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống. Từ nhỏ, chị Dự đã được bố mẹ truyền dạy cho nghề dệt chiếu, đan thảm. Lớn lên, chị học và làm thêm các mẫu mã sản phẩm mới như túi sách, gương, hộp, khay từ nguyên liệu cói, bèo. Với những người phụ nữ nơi đây, làm nghề này vừa thu vén được công việc gia đình, vừa có điều kiện chăm lo cho các con học hành. Người dân ở địa phương này, họ làm tại nhà. Mình thu gom tại xưởng, về xưởng nhập xử lý tại xưởng. Nghề truyền thống này thì nói chung là đơn giản là nó cũng ổn định thu nhập với người lao động, với lại là nó phù hợp với lứa tuổi của phụ nữ. Và nó cũng có thời gian để cho phụ nữ mình là vừa chăm sóc gia đình nữa. Để các làng nghề truyền thống phát triển, các địa phương đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuê đất mở rộng nhà xưởng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, mở các lớp dạy nghề mới và nâng cao tay nghề cho người lao động. Về phía các doanh nghiệp, luôn sáng tạo ra những mẫu mã mới, cải tiến, đưa họa tiết vào từng sản phẩm để tạo điểm nhấn, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Tập thể cán bộ nhân viên chúng tôi cũng cùng với khách hàng luôn luôn là cải tiến mẫu mã để thích ứng với thị trường nước ngoài, tiêu thụ nước ngoài để tăng các cái mẫu mã sản phẩm mới. Thì hiện nay chúng tôi đã có cái đơn hàng đến tháng 4 năm 2024 rồi, thì được khách hàng chấp nhận, thì những cái sản phẩm trao đèn là những sản phẩm mới của công ty và với khách hàng. Năm 2023, Ninh Bình có thêm hai làng nghề truyền thống, đó là làng nghề cói và nghề mộc ở huyện Kim Sơn và Nho Quan, nâng tổng số làng nghề truyền thống trong toàn tỉnh lên 77. Trong đó chủ yếu là làng nghề bún bánh, nghề trồng đào phai, chế biến cói, bèo xuất khẩu, thêu ren, chế tác đá mỹ nghệ, nghề gốm, giải quyết việc làm cho gần 83.000 lao động, thu nhập bình quân từ 2 đến 14 triệu đồng một người một tháng. Giá trị sản xuất ước đạt trên 1.500 tỷ đồng một năm. Làm cái nghề này thì nói chung là cũng rất phù hợp với những chị em phụ nữ nông thôn như chúng tôi. Mà vậy là cũng thu nhập là cũng ổn định. Có một cái tiện nữa là khi mà làm ở đây, ví dụ nhà có công có việc thì là các bác cũng tạo điều kiện giúp đỡ để chị em chúng tôi sắp xếp được việc nhà. Nhiều sản phẩm của làng nghề được xuất khẩu, có thương hiệu trong và ngoài nước, tạo việc làm tại chỗ cho chị em lúc nông nhàn, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân các địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội thảo với chủ đề Dạy và học tiếng Anh tới các trường điển hình trên địa bàn tỉnh, tầm nhìn và giải pháp. Đại diện nhà xuất bản giáo dục, các trung tâm Anh ngữ quốc tế tại Việt Nam, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, cán bộ giáo viên các trường xây dựng điển hình về dạy và học tiếng Anh đã tham gia hội thảo. Thông qua hội thảo giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh các trường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả, những thuận lợi và khó khăn trong triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh. Hội thảo cũng đã nghe chuyên gia Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Atlantic chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy để có các tiết học hạnh phúc. Trong đó có một số vấn đề như những thực hành giáo viên nên làm cho học sinh, thực hiện hoạt động chú tâm để học sinh hướng vào bản thân mình, tăng cường làm việc nhóm, làm cho lớp học trở thành nơi an toàn, một môi trường học tập thoải mái, thúc đẩy học sinh trở nên tốt hơn. Bên cạnh đó, một số trường đạt hiệu quả cao trong dạy và học tiếng Anh đã trình bày về việc triển khai nội dung này tại đơn vị mình. Trong năm học 2023-2024, đã có 41 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh đăng ký xây dựng đơn vị điển hình về dạy và học tiếng Anh. Đến nay, qua kiểm tra đánh giá, bước đầu đạt kết quả khởi sắc, 100% các trường đã thành lập câu lạc bộ tiếng Anh. Phương pháp dạy học có sự đổi mới, chất lượng được nâng cao, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu đề ra.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình tham gia kỳ thi đã đạt thành tích cao với tổng số 71 trên 82 học sinh đạt giải, xếp vị trí thứ 6 toàn quốc. Tham dự kỳ thi, tỉnh Ninh Bình có 82 học sinh dự thi ở 10 đội tuyển toán, tin, lý, hóa, sinh, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, đều là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy. Kết quả đã có 71 trên 82 học sinh đoạt giải, chiếm tỷ lệ 86,6%, là kết quả cao nhất từ trước tới nay. Trong đó có một giải nhất môn địa lý, 14 giải nhì, 35 giải ba, 21 giải khuyến khích. Có 6 trên 10 đội tuyển có 100% học sinh dự thi đoạt giải. Đội tuyển toán có 8 trên 8 giải, lý 8 trên 8 giải, sinh 8 trên 8 giải, sử 8 trên 8 giải, địa lý 9 trên 9 giải, tiếng Pháp 8 trên 8 giải. Dưới sự chỉ đạo động viên khích lệ của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, thầy và trò các đội tuyển đã tích cực chủ động bồi dưỡng ôn luyện, đảm bảo kiến thức, kỹ năng làm bài thi để đạt được thành tích tốt nhất. Những kết quả mà đội tuyển học sinh giỏi quốc gia đạt được khẳng định sự phát triển giáo dục mũi nhọn của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh, xứng đáng với truyền thống hiếu học của vùng đất cố đô.